thưa nhé xanh, bắt luôn xong, bắt luôn nó nấu cháo cũng ngon lắm. Đây là cái nhà con nhé xanh cả nhà ơi. Nhé xanh hôm nay món mới nha, bắt cái hành luôn xong. Ừ, nhé xanh nấu cháo ngọt lắm á trời. Ừ, tối nay thì anh em sẽ đi bắt nhái cả nhà, bắt nhái về mình nấu nồi cháo cho má Sáu thưởng thức. Bên này có lúa nè, ba sông nè, sang nè, lời nè. Ôi xin chào anh em, còn một người sau lưng nữa cả nhà. Người sau lưng là ai? Em chào cả nhà. Tài cái gì vậy? Lụm luôn hả? Vô anh em, cháu thập cẩm hả? Hồi chiều cũng được mớ chuột ngon lắm cả nhà, chiều anh em đi bơi xăng rồi gì hết pin luôn. Sorry này, cháy dữ lắm rồi Sang. Sang hớt tóc mà thấy gọn gàng quá. Gì nhá xanh không vậy? Không có hé mình gì đó, nhá xanh. Gì vậy? Dạ. Gì lại? Đâu? Cho cả nhà thấy cận cảnh đấy xong. Đây cả nhà con nhái nè cả nhà. Đó nó mập rồi, nó mập rồi. Ý da, hết hồn Sáng. Tao tính cho cả nhà thấy chụp Sáng. Ghê nhanh ha. Trời sức mi á. Bữa nay Sang buổi sáng không có cả nhà, tại vì Sang đi đi đâu Sang đi đám hả? Dạ, đám. Chào quá dưỡng như chị nè. Ủa sao thấy trái không nhiều lắm mà ta? Đó. Đó. Gì đó đó. Đâu cho cả nhà thấy không? Đó nghe dành đó. Nhái xanh tại sao đó xanh cả nhà biết sao không? Tại vì nó là nhái xanh đó. Tại màu xanh đúng không? Đây cả nhà. Bắt. Anh hai tay đâu có làm gì được. Đây, đây con nè. Rồi, siết. Siết. Mày hả bưởi? Nhìn không? Dữ thiệt. Ta thấy có cái máy xới chạy vô đây mà ta. Vô đây nè. Miếng đất ấy trống trống đâu á. Đi trống đi. Thôi sao gì cháy trống trời nè. Ừ. 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 Bá luôn trời. Đó sao? Đây nè, đây là xong. Đây là nó đây nè. Có một đôi đang mới ở đây nè. Đó đó đó. Chen. Rồi, đây luôn rồi. Anh hỏi bắt nhái gì đây hả? Mò tới đây bắt nè. Ừ, nó đó. Bóp nát nó rồi. Gì vậy? Đâu? Trời trời lợi hay. Có đây. Có. Đây đây con nè. Tới đây nè, tới đây. Nè. Đâu? Đây đây cả nhà. Đó, nó nằm dưới đại dương đó. Thúng mày hả bưởi. Ủa sao nó nói này nhanh đây con nè. Ê, vụ này đủ ăn nha anh em. Đủ không? Đủ. Có mưa xuống không quên. Cái này bị dướng sao. Ta có dướng đâu, dướng nhà dướng đâu. Dạ. Vừa đâm luôn rồi. Bự rồi. Căn lồng đó. Đó. Bự nha.
Ừ. Ồ, nhái này bự nữa cả nhà. Đó. Là giống như bồ tọt đó. Ờ dạng dữ ha. Đi chơi. Tài ơi. Đi đâu hả? Trường dướng đầu á. Ê cái đội hình nó giống đi dầm lậu ta. Đúng rồi. Đội hình này là năm gậu mình đi dầm lậu nè. Không có đợt nào vui bằng đi dầm lậu cả nha. Ra cửa biển ở dầm lậu á, đêm nó vui ghê. Được mới rồi, mau rồi, bổ dẫn à. Ừ. Đi căng nữa rồi. Tăng màu bạc cả nhà. Cái gì chạy? Lột mũi cắn cái gì vậy? Mũi cắn đốt dơm luôn chạy. Thôi. Giữ thằng nhiều quá trời. Cả nhà ơi. Một tăng một. Trời cái xanh gì mà xanh dần không vậy? Cái xanh mà. Hôm nay thấy chụp liên tục mà cái xanh không hả? Ở bên này mình sẽ nấu cháo nhái xanh tiếp đãi mai sáu nha cả nhà. Món này hơi độc nha Lòi. Lòi ơi. Món này hơi độc cơ mày. Món này ăn mát lắm. Thôi mình về anh em ơi. Về thôi, đủ rồi đó nè cháu. Đi kia giữa nhà dưới tay mới được. Mình lên đi dép mới được. Đi. Dép đường đó đó. Ký không xong. Ký á. Trên nữa. Thôi, mình về mình nấu cháo nha cả nhà. Mình lựa thêm một mớ chuột ngon ngon nữa mình nấu nồi cháo. À, tiếp má sáu. Cho má sáu ăn cháo đâu má nhái xanh với chuột. Ngon không sao? Ngon. Thiệt không? Thiệt. Nào về lúa chưa ăn cháo nhái xanh lần nào á. Có ăn rồi. Mát lắm. Đi, về chú ơi. Đây cả nhà. Mình về mình làm nhái xong rồi nè. Được con mớ đây cả nhà. Có bên đây mình thêm một mớ chuột nữa. Má sáu thích ăn chuột nấu cháo. Thì mình bập diễn ra cả nhà. Nồi cháo này mình nấu đằng kia rồi. Má sáu đang ngồi về trước nói chuyện với mấy bà xã của mấy anh em. Ở đây mình làm nồi cháo đãi má sáu. Ngon nha. Bây giờ chuột mình lựa mớ chuột ngon mình nấu cháo ha anh em. Rồi chừng mới ngày mai mình khoi rau đâm cho má ha. Ok. Gì ha? Mình bay đi. Nồi cháo của mình vĩ đại lắm cả nhà. Đó. Xôi anh em ơi. Lùi chút bắp cho hay xong. Cháo này không thể nào thiếu hành nha cả nhà. Đây, mình chuẩn bị xong rồi đây, hành. Bên đây chanh. Vô mớ ớt, mớ tiêu. Buổi tối nghe là bập gì là vui lắm nha. Rồi đây tiệc, mấy anh em làm lươn xương ha. Vài ly vô đỡ giúp mình. Ok. Ê, cái thịt nhái xanh đó, nó trắng hơn thịt nhái cơm mình ha. Trắng hơn con kia nó đỏ hơn thôi. Xong với hiệu là ngon lắm nè. Ngon. Thiệt mày. Mát lắm anh đâu. Mát. Nghe không mát như xe không? Như xe. Xe. Sang sỉnh rồi đi ngủ rồi cả nhà. Xem qua cái gì?
Múc quyền á. Múc quyền hả? Đúng không? Không, nghe đồn rồi. Nghe đồn rồi. Là trái cháo trái xanh thì cũng ngon lắm. Chứ phần cháo ảnh ương ở xong. Nhưng mà bây giờ khu vực mình ở đây hết ảnh ương rồi cả nhà. Rồi, anh em bầm xong rồi mình khử nha. Mình ớt ướp cho mình khử. Chứ này khử không hay là bỏ vô luôn nè? Khử nữa không? Ừ. Giờ mình ướp nha cả nhà. Có để gì vô đó chưa Tài? Để nãy hai muỗng muối à. Nãy có Tài. Muối, muỗng đường, muỗng bột ngọt à. Ít, ít đường thôi. Nó cháo này hơi bự đó. Nó không sao nhưng nó ngọt thịt đó. Ngọt đường. Nó đường sao thấy đường nhiều vậy? Tại, biết không, cái muỗng này nó nhỏ. Chứ mai gặp muỗng này là tiêu luôn. Vô, tiêu luôn. Này mày ướp xong mình khử ha. Ướp một cái nêm không? Ôi, có Tài heo hên quá quê. Này nó chụp cũng nhiều chứ bộ. Cũng, chịu cũng chụp học nhiều ha. Tại ba cái cây nó khó gì không nội, nó cản mà cái nhánh xa đi á. Không giờ nhánh sao mà đứng hồi anh Tài rồi. Ừ. Là sao? Là sao? Sao đi dưỡng chỗ ha. Đầu đi Trung Quốc. Nãy à, đi thì đi khúc ngày không có, đi khúc khác không có. Ngộ đi bắt lúc nào là cũng... Gần kế, gần cuối mới về nhiều. Ừ, có lúc nào không có đâu. Sao? Cũng có lai rai. Mà lâu 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 mới bị chiến. Nhiều lúc bất chột ăn cua hoài hả? Bữa nào hè hè cua là chuột đâu có. Vậy. Này rồi xong nha, làm kiểu này có lá gì chứ đó, mình gói lại đắp mặt ăn cầu. Cầu lá cắt đó. Ừ. Cái này là lời bầm nhuyễn khéo quá quê. Thì bữa nay có mấy em bé nhiều. Đó. Bữa nay mấy bà xã với mấy đứa bé đang chơi hồi trước ở nhà, bữa nay mình vô bếp nha. Giờ sáng nấu cho mình ăn rồi. Mình trả lại ha. Ừ. Ở quê có gì mình đãi bá sáu cái đó ha cả nhà. Mà thật sự á, cái món này á là từ xưa ông bà già xưa mình đã từng ăn rồi cả nhà. À, chuột chứ ếch nhái nấu cháo á, khi mà mấy bé ăn rất là chắc xương cả nhà. Lâu lâu thì mấy anh em cũng đi bắt cóc cả nhà. Về một bữa ăn cũng hai ba con vậy đó. Nấu nồi cháo lỏng lỏng cho mấy bé ăn chắc xương, canxi nhiều cả nhà. Ôi kéo ghế một rồi đó, ghế một rồi đó. Nhất nha. Rồi vàng lại xong thôi. Vô. Cái giá đâu? Đây là xong, cái giá này xong. Nè. Đổ. Lấy cái nước này đi. Chút thôi, dưới nè. Nó là bếp rồi, thì là ngon nè. Không đều chứ hả? Đâu dính được. Rồi, chung cây nữa, chung vô đi. Vô đi, cho nó chung đi. Rồi, chịu lắm thôi mà anh em ơi. Đây đi. Đó. Rồi nó cháy ba thành rồi trong ơi. Trời ơi, mình có hấp dẫn nó bộ dẫn à. Rồi cho vô chút xíu nha. Đây ha. Rồi. Đây. Ừ, cứ vẹt này vô đi. Vô.
nữa mới ngon, tại vì con bé hả? Cứ vừa thôi, con bé ăn. Quá ngon, quá ngon. Cho sang một xíu đây nha, xong. Chín rồi, chín rồi. Em thử cái lời. Đẹp lắm thằng cháu này nha. Được không? Yếu gì không? Sao không? Trời trời, xong xong. Dạ. Niêm bình nữa coi. Đi qua sang ngoài. Sao? Cái gì mới ngon vậy? Thằng phát hồn quá. Gì đó mới ngon rồi. Đi. Đi ha. Đi. Không mấy chuyện rồi, ghiêng đi. Bây giờ... Xong khi các bạn đây, em ghiêng đó ta. Được rồi. Được không? Được. 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 Ok đi. Đi ha. Dắp giò còn nữa nồi. Mình đi cái cây nha. Chắc nha. Sợ cái hoài thôi. Gì? Hoài sao sức được? Ăn cháo thôi cả nhà ơi. Nước sôi nha, mấy đứa không được giỡn nữa nghe chưa? À, giờ ăn nha. Ok. Không không. Ờ, để bàn được rồi. Mấy con ngồi trên bàn ha. Gọi là không được giỡn, này là nước sôi nha. Giờ lấy cái mấy đứa này cho ăn tô đi. Người múc cái tô đi, đứa ăn con hả? Dán được không? Dán đi. Má Sáu ơi. Chính rồi. Dạ. Có đủ dĩa luôn nha. Lấy hai cái dĩa ra. Lâu lâu mấy đứa nó họp lại nó giỡn vui, cả nhà có mấy Sáu về á, họp lại chơi. Con đừng chạy vô đây nha, nóng nha con. Đi vô trong chơi với mấy anh chị đi. Đó, chất lượng 100%. Ừ. Nó nhỏ ăn này được không mày? Một tí đó. Vừa thôi xong rồi. Ừ, hết nước thêm nó nóng á. Mấy người, mấy người. Mỗi đứa hai đứa đó mày tính đi. Tô không? Tô ha. Thì tô. Này này xong. Được rồi. Nè. Nóng nè. Dữ lắm, ngon cả nhà ơi. Rồi, dưng lưng thôi. Rồi, chuyển với mấy đứa bé trước đây rồi. Tại vì nhỏ lớn kêu quen rồi cả nhà. Rồi, cho mấy bé ăn tô đi. Chuyển lên anh em ơi. Tô gì đủ loại tô chạy. Rồi, nóng nha. Tiếp anh em ơi. Năm đứa. Đủ rồi đó. Rồi, xin chào bà xã. Chào bé Thư. Có bà xã, có bà Sông nữa. Rồi, chào thêm Sông. Rồi, ngồi xung quanh lại. Rồi. Nè, ăn từ từ nha, nóng ngay thêm nha. Nóng lắm nha. Đây, cái chén có sữa. Nóng không được em ơi, bé ăn mình không được đâu. Nóng lắm. Trang, rút cho bé đi. Rồi ngồi đi. Rồi, chị bắt nó. Dạ, cái bún. Ừ. Ngồi xuống. 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 Ngồi
sang bên này đi đám hơi mệt cả nhà. Con đó mập hay xong? Con đó mập hơn đó. Từ từ ăn nha, nóng nha, ngon không Như? À, bên đây là con gái lớn của ba Song, đây là con trai nhỏ của ba Song, hai đứa, đây là con trai lớn của Lúa, đây là con gái của Lời, đây là con gái út của Lúa, bên đây bà xã. Ăn buffet hả? Ăn ở Giang ăn buffet vậy á. Anh em mình là làm vài ly và đỡ nhất mình nha cả nhà. Hôm nay mình là vô bếp nấu cho phái nữ với mấy bé ăn. Để chỗ có lên luôn đi. Đó, 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 nóng xong. Má thử nha, coi ba Song nấu tay nghề ba Song nha. Lạc thì chan vô miếng nước mắm nha má. Cha đút con hả? Ngoan nè, ngoan nè, ngoan nè. Chào chào con bà cô chú đi, chào con bà cô chú đi. Con gái. Ngày giá để giá vô. Rồi. Mời cả nhà nha. Thấy không anh? Má dùng muỗng không? Dùng muỗng nha. Dùng muỗng, dùng muỗng. Đó, đây này, còn lại cái bụng này mà lại đây. Hơi lạc để vô miếng mắm này mấy ta. Đây cả nhà, cháu chụp điện thoại của anh em Lúa nha. Mùa này mùa hông hơi nhiều quá cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ thêm gia vị vô nha. Bình thường thôi cả nhà. Đó. Ớt với nước mắm. Mắm này được mắm nấu nha. Bên đây thì hành, giá, bên đây tiêu, kể từ vô trắng, bên đây thì chanh, chấm hả? Dạ. Cháo không ớt được. Rồi. Vô. Thử mai sau vừa ăn không mai sau? Mai sau ăn chanh không? Đặt rồi có. Dạ. Thôi mời cả nhà nha. Chập ơi, cháu ngon quá chập. Chập tức với Hương nữa. Nghị ơi, ăn không Nghị? Su không vậy? Ăn chuột su. Nóng nha má. Được không? Trời ơi, nó ngọt gắt trong nồi mẹ. Hàng chi mà sao? Nóng không má sao? Nóng nóng. Vô này đi quay. Nóng lắm. Vô nè. Vô anh em ơi, vụ này vụ cốt nha. Vô. Dạ, ăn 50 thôi, tiếp xong. 50 thôi. 1 2 3 vô. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ủa thiếu chén hả? Có rồi. Trời ơi sao nghe mùi mặt ong.
này phải có kiếm đúng, điều đích của ba gốc mà. Này là chơi hai loại luôn đó, chuột gì nhái xanh bầm luôn, nhái cũng hai loại nữa nha. Nhái nhái xanh với cốc này không dây bầm. Sao đứa ngon không? Mai sáu cái bọng chuột. Mai về đây ở từng lễ chắc mấy con lên ký luôn á mà. Này đứng xương nữa sao. Sáng một con răng thân nhai hết luôn cả xương của cả. Hôm qua sáu con mà lỡ nạt không à. Không có răng. Đó, giấc này má sáu nhai cái bọng đó đó, béo. Đó, để Huy cho má sáu cắn luôn. Dẻ gì nữa. Được. Không nghĩa nữa, chưa nguyên con mà xé mà. Đây nè con đây nè. Chắc vừa má cay không? Cay. Cay xong. Cay được mà. Không? Con mà con. Dạ dạ để vô luôn đi mấy khác. Từ từ mày. Lên chuột béo. Chuột mỡ. Ui. Quá trời nó ngọt rồi. Vô. Vô mặt ông, gian mặt ông luôn á. Ăn hết đưa đây múc thêm nha. Đúng lại ngọt luôn. Nguyên chắc luôn. Hết chuột ăn không? Ba miếng quá. Tốt chăng? Nói gì nghe xù xì mà anh lại. Vì vui nó cười dữ à. Cái này có nấm nữa ha. Nấm nó mà ngọt nữa. Đủ ngọt. Ngón tay út rồi. Dạ. Đây. Nấm này. Uống rơm á bằng ngón tay út thôi. Được bự. Bóp không? Uống bóp á. Ăn nó cho u đầu á. Nấm gì? Nấm hay nấm? Nấm. Nấm ơi. Nấm 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 nấm. Nấm mà ngón tay út. Lắm ai bán đốt ai bán hả? Ừ. Mời cả nhà lần nữa nha. Trời ơi, đùa mặt ông cả nhà. Nguyên chất nha cả nhà. Mời cho mấy sáu ăn chuột cắp cơm. Có không? Đi xuống dưới bắt á. Có không? Có không? Có. Bắt ăn trời. Mấy con. Bây giờ với ngày mai có rồi. À, còn một mớ ngày mai mình sẽ làm vài món để cho má sáu ăn cơm nha. À, rồi ngày mai bún măng vịt. Dạ bún măng vịt ạ. Má ngâm măng rồi, ngâm măng rồi không thay đổi. À, ngày mai á má sẽ nấu cho anh em ăn một món đó nha cả nhà. Món gì thì cả nhà đợi ngày mai nha cả nhà ơi. Món gì thì luôn chưa biết luôn, bí mật. Đặt ha. Đó, ăn đặt không? Cả nhà ơi, sáu con chuột nè, chuột đồng ngon quá cả nhà ơi. Con này mập lắm luôn, lung linh luôn á. Đây. Không có máy gì hiệu má phải cảm mới được. Nóng cảm chứ. Nóng nha nghe. Có chừng nóng nữa nha. Nóng nha má, từ từ nóng. Lúc. Từ từ má ơi. Mà sao đó, đó là ăn đùi không à, đâu chưa ăn được bọng được. Bọc. Con này là lung linh luôn á cả nhà. Đó. Bọc quá trời mập. Quá ăn sáu con á. Cái này nè, cái này. Cần của má có đây nè. Đó.
Vô nha cả nhà. Cái thứ hai nha cả nhà ơi. Dạ. Món này là món của Sang nữa mà. Sang phái vô nấu cháo đó mà. Tao bắt cỡ. Mấy con này chứ sao? Ngại không ai ăn mình ngồi làm quà kỹ. Nửa nồi rồi đó nha. Mấy con hết đấy nha, hết kêu nha. Tiếng ơi. Hết kêu nha con. Hết chưa? Ăn nửa đi ăn. Nửa nồi rồi đó. Hết nửa nồi đó nha, còn nửa nồi nữa đó. Cảm ơn sao. Đây cả nhà. Nó nồi đầy ngay đây nè. Ừ. Thử nè. Đâu bữa nào làm thử. Bữa nào mình đi Sài Gòn đi, mới tiệm bán cháo chuột. Cháo chuột mà mình tự tay mình bắt á nha. Ừ. Nghe không? Thôi, bây giờ cũng trễ rồi cả nhà. À, ngày mai á, má Sáu sẽ nấu cho anh em ăn một món nữa. Bây giờ cái món gì thì cả nhà chờ xem clip ngày mai nha. Chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc nha. Bữa nay anh em lúa lư xương vài chén cháo, vài ly rượu, tâm sự với má Sáu. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye mọi người, bye bye cả nhà. Bye bye, bye bye.